Muốn chứng đạt chân lý tâm vô lậu, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ pháp môn thân hành niệm, một pháp môn độc nhất vô nhị của Phật giáo mà không có một tôn giáo nào có. Pháp môn thân hành niệm lấy thân hành làm đối tượng tu tập nhiếp tâm và an trú tâm. Trong pháp môn thân hành niệm có 13 pháp môn tu tập. Nhưng trước khi muốn tu tập thì phải làm sao kết hợp 13 pháp môn này trở thành một pháp môn duy nhất, sao cho phải có sự tu tập kết hợp liên tục như trong kinh thân hành niệm đã dạy. Này các tỳ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cổ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập. Kinh Trung Bộ tập 1. Theo như lời dạy trên đây thì 13 pháp môn này được làm như cổ xe, được làm như căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, thì chúng ta tu tập sẽ chứng đạt chân lý không khó khăn, không có mệt nhọc. Nói thì dễ, nhưng làm như cổ xe, như căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, là phải làm sao? Làm như thế nào? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, muốn làm được những điều này thì phải có ý chí kiên cường, phải gan dạ, phải bền lòng, không được chùn bước trước mọi khó khăn, trước mọi gian nan thử thách. Đó là một công phu bằng máu và nước mắt của chính mình. Đây là một cuộc chiến đấu với giặc sinh tử. Vì chúng ta không muốn làm những người nô lệ cho giặc, nên phải dốc cho hết sức lực ra chiến đấu tận cùng. Giặc sinh tử cũng vậy. Nếu ai muốn làm chủ sự sống chết thì phải nhất định không đầu hàng, không làm nô lệ cho giặc sinh tử, thì con đường tu tập mới có được kết quả tốt đẹp. Còn những người sợ khó, sợ cực nhọc, sợ chết nên bỏ cuộc, không dám tu tập nữa. Những người chiến đấu với giặc sinh tử cũng vậy. Có những người không chịu khó tu tập, làm chủ sự sống chết, chỉ tu tập cho lấy có, thường thích sống, chạy theo dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời, không chịu khó đi kinh hành, chỉ thích ngồi, mà ngồi nhiều thì hôn trầm thùy miên vô ký sẽ tấn công. Và như vậy họ ngồi giống như con gà mổ thóc. Do tâm niệm lười biếng này, có một số người trở lại chê Phật pháp, cho Phật giáo là yểm thế tiêu cực, chớ họ đâu biết rằng Phật giáo là một tôn giáo tích cực trong cuộc sống, để mang lại sự an vui cho mình, cho người và tất cả chúng sinh. Do hiểu biết những lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên lưu ý qua các bài kinh mà Đức Phật giảng dạy, nhất là bài kinh thân hành niệm, được các tỳ kheo trong thời Đức Phật khi gặp nhau thường ca ngợi pháp môn này hết mức. Thật vi diệu thay chư hiền giả, thật hy hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Khi chúng ta có tu tập mới thấy kết quả của pháp môn này thật là vi diệu, khiến cho hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không và loạn tưởng được dẹp sạch. Bởi trong 13 pháp môn tu tập này, nếu chúng ta chọn lấy một pháp môn nào cho phù hợp với khả năng và đặc tướng của mình thì sự tu tập mới thấy kết quả ngay liền. Bằng không chọn kỹ sẽ tu tập sai pháp, sai đặc tướng và khả năng thì không có kết quả, mà còn bị rối loạn hô hấp hay các cơ bắp, sinh ra đau nhức hay mệt mỏi và nhiều chứng bệnh khác nữa. Nhất là hôn trầm thùy miên, vô ký lại tăng trưởng nhiều hơn. Cho nên tu tập không được tu tập quá sức, phải tu tập theo thời khóa biểu của người mới vào tu viện tu tập, không nên tu tập theo những người tu tập lâu năm. Tu tập
không nên tranh hơn thua với bất cứ một người nào cả, mà phải tu tập trong khả năng của mình, nhất là không nên tự tăng giờ tu tập theo ý muốn của mình, không nên tự kiến giải ra cách thức tu tập, mà phải theo kinh nghiệm của người đã tu tập trước làm chủ sinh già bệnh chết. Pháp môn thân hành niệm là một pháp môn đệ nhất giải thoát trong các pháp môn của Phật giáo. Tu là có kết quả ngay liền, nên Đức Phật dạy: pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Vì vậy, pháp môn tu tập có kết quả ngay liền thì phải thưa hỏi kỹ lưỡng từng hành động tu tập rồi mới tu. Pháp môn thân hành niệm tuyệt vời trong lộ trình tu tập giải thoát. Vì vậy, xin quý vị vui lòng cẩn thận khi muốn tu tập pháp môn thân hành niệm.